Top 5 tướng, bom xịt thuở ra mắt, buộc Garena phải bắt khẩn. Hayate, ra mắt vào đầu năm 2019, vấn đề mà Hayate gặp phải là không đồng bộ sức mạnh với các máy chủ khác, ở khoản gây sát thương. Khi đó, phiên bản Đài Loan đã có sát thương chuẩn, chí mạng cho Hayate, tuy nhiên máy chủ Việt Nam lại không có. Ở thời điểm đó, game thủ Việt phải chơi đồ xuyên giáp. Bước sang phiên bản cập nhật 4.0, vị tướng này mới được đồng bộ sức mạnh trên toàn server với khả năng gây sát thương chí mạng. Trong rank hiện tại, mặc dù Hayate gặp khó khăn khi đối đầu với các vị tướng AD tay dài lên diệt thần cung, thế nhưng hắn ta vẫn đủ mạnh để có thể đối đầu với bọn đấu sĩ tank cơ khỏe của kẻ địch. Ở giải, so với các quân bài AD khác, Hayate không phải con bài bị tranh chấp hoặc sử dụng nhiều. Việc chơi Hayate đôi khi không yêu cầu game thủ cố gắng có được ulti thật xịt hay đẹp mắt, bởi trong trường hợp đội hình địch có quá nhiều hiệu ứng khống chế và lượng sát thương sốc thì việc giữ vị trí với chiêu 2 và chiêu cuối là cần thiết hơn cả. Lorian ra mắt vào cuối năm 2020, nhưng ở phiên bản tiến hóa tối thượng vào tháng 3 năm 2021, Lorian đã lập tức được tối ưu và khắc phục sự cố. Đáng chú ý, khi sử dụng chiêu 1 có thể lập tức thi triển chiêu 2 hoặc chiêu 3, đồng thời nhà làm game cũng tối ưu lại chiêu 2 chỉ có thể sử dụng khi có mục tiêu lính, quái, tướng ở cạnh. Hiện tại, sức mạnh của Lorian là điều không cần bàn cãi, vì liên tục ăn cơm tù tại giải. Đây là vị tướng không chỉ khó chịu ở khả năng cấu rỉa mà còn là khả năng khép góc chủ lực kẻ địch. Băng chiêu cuối, cùng với đó là những pha dược điện, bay vào giữa đội hình đối thủ, và vận dụng quả cầu băng xương, hoặc có thể tay đôi trực tiếp với các vị tướng đấu sĩ, sát thủ kẻ địch. Ngoài ra, trang bị cho Lorian không nhất thiết đều là gây sát thương, nhờ đó, có thể dễ dàng băng xả và cận chiến dễ dàng. Natania, ngay sau khi ra mắt vào đầu năm 2017, Natania đã lập tức được bắt khẩn, ở phiên bản tứ phương đại chiến, với mục đích cạnh tranh cùng Chrissy. Garena đã bắt cho cô nàng ở cả sát thương nội tại, lẫn chiêu 1 và giảm thời gian hồi của chiêu 2. Natania ở rank cao rất dễ bị out chiêu, tuy nhiên lại là thế lực khỏe ở rank thấp. Vị tướng này gây ấn tượng với tốc độ dọn lính nhanh từ cấp độ 1, có thể di chuyển sớm vào rừng địch quấy rối hay đi ganh gác lên hiệu quả, nhờ bộ chiêu thức của mình. Chiêu cuối của cô nàng không chỉ có tác dụng gây sát thương trên một đường thẳng, mà còn giúp out chiêu kẻ địch, tránh được những hiệu ứng khống chế hay khả năng sốc đam từ chúng. Payna, đến với Liên quân Mobile Việt Nam, vào ngày 3 tháng 3 năm 2017, nhưng vì nhận thấy cô nàng không thể cạnh tranh với các vị tướng SP hot lúc bấy giờ, nên nhà làm game đã có động thái tăng sức mạnh cho Payna ở bản cập nhật tứ phương đại chiến. Cụ thể, Payna được gia tăng khả năng hồi phục ở chiêu 1, và giảm hồi chiêu ở chiêu 2, đồng thời thêm khả năng làm chậm. Sắp tới đây, Payna còn được chỉnh sửa, toàn tập, kể cả về ngoại hình cũng như hiệu ứng kỹ năng. Ở giải, Payna là vị tướng rất lợi hại, khi kết hợp cùng một xạ thủ có thể bắn tăng trực tiếp. Đây là quân bài có khả năng snowball trận đấu rất tốt, với khả năng hồi phục mạnh, giúp tái giao tranh liên tục, cũng như bảo kê ổn với hiệu ứng khống chế và giáp ảo lớn. Yan, khi mới ra mắt, Yan ở bản đài đã được tăng luôn sức mạnh, vậy nên, khi về máy chủ Việt Nam, thì rất nhiều game thủ không hề hay biết về chỉnh sửa đó. Hiện tại, bổ sung lần một phiên bản lễ hội năm với năm, Yan được fix bắt chiêu 1, giúp người chơi tối ưu hóa sức mạnh hơn. Chưa kể, máy chủ thử nghiệm cũng đang dục dịch tăng sức mạnh khá nhiều cho vị tướng này. Ở rank, đây không phải là con bài nhận được quá nhiều sự quan tâm của game thủ. Khả năng giữ chân của Yan, với các AD kém cơ động là kém, hoặc chỉ có một chiêu thức giảm 50% làm chậm từ chiêu 1, cũng như tầm chiêu không quá dài nên người chơi có thể kết hợp với chiêu 2, để vừa không bị chọn làm mục tiêu, lại vừa có thể dễ dàng tiếp cận kẻ địch, và hơn hết là out đi lượng sát thương, khống chế quan trọng từ kẻ địch. Ngoài khả năng làm chậm từ chiêu 1, người chơi còn có thể sử dụng chiêu cuối, để có thể dễ dàng tiếp cận mục tiêu và tấn công chủ lực đối phương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nhé.